chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam. Đội bóng đá thành phố Phổ Yên và đội bóng đá tỉnh đoàn Thái Nguyên đã có trận giao hữu. Hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng, những đường chuyền đẹp mắt với những tình huống gay cấn, tạo không khí sôi nổi trong suốt hai hiệp. Trận đấu là dịp để thành viên các đội giao lưu học hỏi, củng cố tinh thần đoàn kết và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.